Và viên uống Hà Thủ Ô thế này được sản xuất tại cơ sở sản xuất Hà Thủ Ô ở Lạng Sơn. Và cái viên uống Hà Thủ Ô Đỏ Hường Nguyễn này được làm từ cái niềm đam mê của cô giáo thạc sĩ giáo viên dạy văn Nguyễn Thị Thu Hường. Chị đã bị bệnh bạc tóc sớm do di truyền từ năm 22 tuổi. Thì mặc dù là nó không có hề ảnh hưởng gì tới cái sức khỏe hết, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái vấn đề thẩm mỹ, và nó gây phiền toái rất nhiều tới cuộc sống của chính chị. Thì với cái niềm một niềm trăn trở như vậy á, và việc của mình rất là ham mê đông y, chị rất là thích và đam mê, cực kỳ đam mê luôn, và chị đã tìm giải pháp để khắc phục được cái tình trạng bạc tóc sớm của chính bản thân mình. Sau một thời gian mà chị kỳ công mày mò thì chị đã tìm được cái sản phẩm, chị đã tìm và chị đã tự chế ra được cái Hà Thủ Ô để chữa vấn đề bạc tóc cho chính bản thân mình. Thì sau khi dùng sản phẩm Hà Thủ Ô Đỏ Hường Nguyễn này được khoảng 13 tháng thì cái mái tóc của chị đã chuyển dần từ màu bạc, đã chuyển dần qua sang hung vàng nha. Và đến giờ thì chị ấy đã cải thiện được cái tình trạng bạc tóc của cái mái tóc của chị, nó được đen lại hoàn toàn. Và từ nhờ cái sản phẩm Hà Thủ Ô Đỏ Hường Nguyễn này được củ trưng củ sáng như vậy, với mong muốn là giúp đỡ được rất nhiều các anh chị em mình đang đau khổ với cái mái tóc bạc và tình trạng rụng tóc và bạc tóc sớm, thì chị đã quyết định là mang cái sản phẩm này phân phối rộng trên thị trường. Thì cái quy trình sản xuất của nó rất là kỳ công mọi người. Một cái củ Hà Thủ Ô như vậy khi mà được thu mua về phải được cạo sạch vỏ, bỏ sạch lõi, vì ở trong lõi của nó có rất là nhiều độc tố. Sau khi mà mọi người ngâm nước vo gạo khoảng 5 ngày, thậm chí là nhiều hơn 5 ngày luôn, cho đến khi mà những độc tố ở trong cái miếng Hà Thủ Ô này được loại bỏ hoàn toàn rồi, thì sau đó củ Hà Thủ Ô đỏ này được sẽ mang đi củ trưng củ sáng với đỗ đen lòng xanh đúng 9 ngày 9 đêm. Ngày thì trưng 9 tiếng, đêm thì mang ra phơi sương để trung hòa được cái tính nóng, cái tính âm dương và tăng được cái dược tính của cái Hà Thủ Ô. Thì trong các cái miếng Hà Thủ Ô như thế này được sấy khô này, cái miếng là sau khi mà được phơi xong là được sấy khô đấy mọi người đấy, và sẽ xay ra thành bột và được viên với mật ong, sau đó lại sấy khô tiếp. Tại vì trong cái sản phẩm Hà Thủ Ô này không hề có chất bảo quản, không hề có chất tạo màu gì hết, và được sấy khô phải cực kỳ khô luôn thì mới ra được một cái sản phẩm như thế này mọi người. Thì mỗi mẻ Hà Thủ Ô như vậy mà làm đúng quy trình thì mất khoảng từ 20 ngày mọi người ha. Và để làm ra các mẻ Hà Thủ Ô chất lượng như thế này thì cái đầu vào của cái Hà Thủ Ô này phải là những củ Hà Thủ Ô đỏ rừng, phải chất rừng nha, và lâu năm, dược tính của nó phải thật sự cao. Và giá của những cái cả củ Hà Thủ Ô to lên như thế này thì nó nằm khoảng từ những củ 2kg trở lên thì nó nằm khoảng giá từ 120.000 tới 150.000 một ký. Và mình phải mất khoảng từ 5 đến 6 ký củ tươi thì mới được 1 ký củ Hà Thủ Ô khô.